Riêng ở quê anh thì rất nhiều nhà thờ luôn. Riêng cái xã này thôi ấy, nó đã rơi vào khoảng là 7 nhà thờ rồi. Đây, đến rồi đây. Nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á. Hồ Xuyên thấy sao? Mình vừa ăn cơm xong và chiều nay mình phải đi Hà Nội luôn rồi. Thế là mình sẽ tranh thủ đưa Hồng Xiêm đi tham quan nhà thờ ở chỗ mình với cả biển chỗ mình nhá. Xem thế nào nhá. Đấy, đi nào. Đầu tiên là mình sẽ đi nhà thờ trước nhá. Nhà thờ gì? Mình sẽ đi nhà thờ Phú Nha, nhà thờ to nhất Đông Nam Á. Và mình đi nhà thờ Bùi Chu. Riêng ở quê anh thì rất nhiều nhà thờ luôn. Riêng cái xã này thôi ấy, nó đã rơi vào khoảng là 7 nhà thờ rồi. 7 cái nhà thờ. 7 cái nhà thờ. Nhà thờ nào là to nhất? Nhà thờ nào là to nhất á? Nhà thờ Phú Nhai là to nhất Đông Nam Á này, và nhà thờ Bùi Chu cũng to. Đấy. Nói chung là rất nhiều nhà thờ. Yên tâm đi không hết đâu. Được hết mà. Liệu có hết không? Hả? Liệu đi được mấy cái? Đi được 2-3 cái đấy. Và đi nhà thờ đổ ở biển nữa cơ mà. Yeah. Ừ. Mình vừa mượn xe của chị mình để đi, chứ không mình đi xe máy thì nó hơi lâu. Mà chiều đi Hà Nội rồi. Đi nhá. Riêng ở xã mình mọi người, một cái xã của mình thôi, đó là đã có tầm khoảng gần chục cái nhà thờ nhỉ. Gần chục cái nhà thờ riêng ở xã anh rồi. Còn chưa kể những chỗ khác, bởi vì năm định ngày xưa thấy mình thấy các ông bà kể lại là Pháp thuộc người ta chiếm, người ta bắt đầu truyền cái Thiên Chúa giáo vào Việt Nam ấy, là bắt đầu gì nhỉ, truyền Thiên Chúa giáo Việt Nam là bắt đầu là người ta truyền vào đây đầu tiên, và Nam Định đầu tiên đấy. Thế giờ ở Nam Định rất là nhiều nhà thờ, cực kỳ nhiều nhà thờ luôn. Ừ, đây là ở xã anh thôi, đây còn xã khác nữa. Đây, đến rồi đây. Nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á. Hồng Xuyên thấy sao? Đây, mình có đọc ở trên cửa nhà thờ. Đó chính là độ dài của tháp là cao 44m. Cái tháp này này, 44m. Và dài là 80m. Chiều dài của cái nhà thờ này 80m. Chiều rộng là 27m. Và chiều cao của cái phần bên trong giữa kìa là 30m. Dã man nha mọi người. Trước đây mình chưa bao giờ được đi nhà thờ cả. Toàn người đầu tiên dẫn mình tới nhà thờ. Thực ra mình không phải đi đạo đâu, nhưng mà ở chỗ mình rất nhiều nhà thờ. Thành ra là mình thấy mình đi nhà thờ là một cái gì đó rất bình thường thôi. Ngày xưa hồi còn bé nhá, là còn hay đi, anh còn hay đi theo mấy cái đứa ở gần nhà anh ấy, là nó đi đạo ấy, là cứ đi qua Toàn ơi đi đọc kinh không. Đấy, thế là mặc áo trắng sơ vin các thứ là đi đọc kinh. Mặc dù là đến đấy chỉ ngồi chơi thôi, không biết gì cả. Tiếng chuông nhà thờ. Chuông nhà thờ. Mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 2 giờ kém 15. Anh không biết là đánh chuông này theo giờ hay là như nào cơ, bởi vì cái khoảng này còn lại có chuông. Đấy. Mình không biết là có được vào trong nhà thờ quay không? Đi thử xem nhá. Mọi người ơi, vì đây là ban ngày, thành ra là nhà thờ người ta chưa bật điện ấy, tầm chiều ấy, đầu mọi người đi lễ nhiều ấy là sẽ bật điện sáng như kiểu, các bạn phải hiểu như kiểu đúng rồi, xem trong phim cung điện ngày xưa ấy, kiểu lâu đài ngày xưa của các quý tộc ấy. Hình như là mọi người bắt đầu đến đọc kinh hay sao ấy. Thế cô đi mở cửa kìa, mở cửa chùa ấy. Đây là cái gì đây? Wow, đây là thuyền, nhưng mình cũng không hiểu rõ là như thế nào, trang trí như thế nào. À quên, ở đây là kiểu đi thuyền đi rước ấy, đi rước mà chú hồi sinh hay cái gì ấy. Ngày kiểu ngày lễ phục sinh ấy. À quên mọi người, đây là gọi là Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai nhá. Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, tên nghe rất mỹ miều. Hình như đây là phòng xưng tội. Phòng xưng tội ấy. Kiểu bên cái bên đạo các bạn hay kiểu có tội gì, thế là đến kỳ nào đó các bạn sẽ đến mà xưng tội với cả gia sứ ấy. À. Em xem trên phim em thấy cái này gia sứ sẽ ngồi bên trong. Ngồi bên trong ấy. Đúng rồi. Để ngồi nghe. Đúng rồi, để xưng tội với các cha. Đó. Đi. Tham quan lên trên dần đấy nhá.
Chiêng to chứ. Chiêng. Nghe rõ chưa? Bởi vì đi bên đạo người ta cũng đánh chiêng này mà. Ờ kiểu rước ấy. Em tưởng chỉ có chuông. Có cả chuông, cả chiêng, cả trống luôn. Đẹp lắm luôn ấy. Đây là chưa bật điện thôi. Bật điện sao? Sông sẽ rất lung linh. Mình vừa hỏi cái người trong con nhà thờ ở đây thì người ta bảo là đánh chuông theo giờ đọc kinh, vậy là chuông lúc 2 giờ là để đánh chuông cho mọi người biết để đến giờ đọc kinh rồi đấy, thì mọi người sẽ đến đọc kinh ở đây nhé. Đọc kinh sớm lắm, có những cái hôm đọc từ 4 giờ sáng rồi. Ở chỗ anh ấy là các kiểu các bác già già ấy, các bác lớn tuổi ấy là sẽ đi đọc kinh từ 4 giờ sáng cơ. 4 giờ sáng nào cũng đi ấy, đọc kinh kiểu thường ngày luôn ấy, sáng nào cũng đi luôn, ngày nào cũng đi. Còn cái lễ cái nhà đọc kinh to nhất buổi là vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật là tất cả già trẻ đi hết đấy, hầu như là phải đi hết, không ai được nghỉ cả. Và một điều nữa ở huyện của mình mọi người ạ, ở trên thị trấn của mình đó là có tượng đài của bác Trường Chinh đấy. Đây bác Trường Chinh quê ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thế là huyện đã xây tượng đài của bác bằng đồng và làm một cái khuôn viên thế này, công viên cho mọi người ra chơi buổi tối các thứ. Đây là ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường này, đây là tượng đài của bác Tổng Bí thư Trường Chinh. Ở cái tượng đài đấy, thường thường là buổi tối hoặc là tầm chiều, tầm 4-5 giờ chiều ấy, bắt đầu các trường cấp 3 xung quanh nó tan học về ấy, các học sinh sẽ qua đây mà chơi này. Ở đây có rất nhiều bộ môn như là trượt patin này, trượt ván trượt, trượt cái ván ấy, xong rồi hip hop này, xe đạp này, rồi cả hát hò, câu lạc bộ âm nhạc nữa, nhiều lắm. Đấy. Còn buổi tối thì bắt đầu là sẽ có kiểu mấy người ta cho thuê cái giày trượt patin đấy mọi người, để trượt. Đó. Sân chơi tốc độ. Ấy, mình ra đến biển rồi mọi người ạ. Đấy, biển quê mình cái này. À, thật ra không phải quê mình, đây là một cái huyện khác mà đại loại là ở chỗ mình. Đấy, cái biển chỗ mình ấy được cái là nó hơi bị đục một chút. Bởi vì không biết tại sao nó đục thì mình nghe mọi người kể là do cái biển này nó bị nhiễm phù sa của sông Hồng. Cái sông Hồng đổ ra cái bên biển này mà. Nên nó bị hơi đục một chút, đục cái màu đất ấy. Đấy. Đây quanh đây là có những cái đầm mọi người ạ. Những cái đầm này là để nuôi hải sản ấy, kiểu tôm các thứ ấy. Với cả ở đây có cả chăn bò luôn. Chăn bò ở đây luôn. Còn đây là đầm để nuôi tôm này. Nuôi vạc, nuôi tôm để mà bán. Đó. Với cả còn nằm muối nữa cơ. Nằm muối mà chắc trong kia mình không, ở ngoài này không có sao. Ừ, đây là ví dụ đây là đầm nuôi tôm, nuôi cá này, nuôi cá biển, hải sản, cua ghẹ các kiểu. Nhà thờ đỏ kìa, thấy không? Nhìn xa xa trông hơi phèn một tí mọi người ạ. Đó, xa xa kìa. Đằng trước cũng là nhà thờ và đây, biển này cũng là nhà thờ. Đã bỏ rồi, đây này. Mọi người nhìn đi, ở đây có 3 cái nhà thờ nhìn thấy nhau luôn. 4 cái, 1, 2, 3, 4, zoom từng cái 1. Thế là 5 cái ấy. 1, 2, 4, 5, 5 cái nhà thờ. Đứng ở đây đang đi có thể nhìn thấy 5 cái nhà thờ luôn. 5 cái ngọn nhà thờ nó cao chọc lên luôn đấy. Đấy đến biển rồi đây. Mình đi xem cái nhà thờ đổ trước nhá. rơ, hồng xiêm rơ. Em chào chị. Năm ngoái hôm nay mới gặp. Là thôi đi chơi đã. Vâng chị. Đấy, nhà thờ đổ đấy. Thực ra là bây giờ nó đổ có mỗi cái tháp chuông thôi. Kiểu ngày xưa nó là một cái nhà thờ to đùng ấy, xong rồi... Nó bị đổ. Nên gọi là nhà thờ đổ. Đây là còn mỗi một cái tháp chuông thôi. Em chào anh, vâng. Ông quen đấy.
Đi ra đây xem này. Thủy chiều lên rồi. Bình thường ấy, lần trước quay ấy là đứng ở tức cái quay à quay phim ấy. Ừ. Xong rồi thủy chiều lên rồi. Mùa này nước lên à? Ờ, không phải mùa này mà cứ 4 5 giờ chiều là thủy chiều lên. 3 giờ. Ờ, nó không kể là mùa nào cả, mùa nào nó cũng lên. 3 giờ lên. Ừ. Có cái đợt mà hôm đấy kiểu trời mưa cơ mà lên tận anh ngồi ăn ở kia à, nó bị lên đến tận cả trên này cơ. Ừ. Ôi, bây giờ người ta mới vây cái này lại đấy chứ trước là gạch nó rơi ấy. Nếu nó đổ nó rơi gạch các thứ xuống ấy. Chứ trước là khu này là đứng hết đây này. Ờ. À. Đứng quanh quanh đây để chụp ảnh mọi người chụp ảnh nhiều. Mình vừa vượt rào ra ngoài này. Lần trước mà mình dẫn team của mình về đây quay ấy là lúc này là buổi sáng ấy, là thủy triều nó chưa lên đâu. Nó còn rộng lắm, chỗ này là toàn cát thôi, xuống quay thoải mái nhưng hôm nay thủy triều lên hết rồi. Sóng to dã man luôn. Đi đi ra đây đi. Đây là thuyền của người dân đi đánh cá về, neo đậu ở đây. Đó, xong rồi. Người ta sẽ kiểu những người là bán buôn ấy, người ta sẽ ra tận thuyền, người ta lấy đồ về để người ta bán. Về sáng sớm đúng không? Em không biết là về lúc nào nhưng đại đoạn là cứ chiều là đã thấy thuyền ở đây rồi. Và người ta chỉ đang gỡ lưới thôi. Để lúc sáng sớm. Không biết được. Ờ kiểu người ta vẫn đánh bắt đêm ấy, xong sáng người ta về. Hải sản ở chỗ này cực kỳ tươi nhá mọi người nhá. Hải sản ở đây rất cực kỳ tươi luôn, tươi ngon luôn đấy. Mình ăn đấy 2 lần rồi. Mình có ngồi uống nước không anh? Đi 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 ngồi quán nước xong rồi ngồi nó phét đi. Biển né thì người ta sẽ tắm vào ban buổi sáng hơn, bởi vì là thủy chiều chưa lên thì sẽ bãi tắm nó sẽ xa hơn đấy. Sau hồ tắm còn buổi chiều này thì hầu như ít người tắm lắm. Mà trẻ con kiểu ra nô đùa thôi. À, ờ. Thì mình muốn ra nhưng mà chiều là phải đi Hà Nội rồi. Đang đi giày mà quần sắm mà quần áo gì cả mà mỗi cái này về. Ok để em xin. Trên vịt bánh tráng ạ. Đấy. Mỗi người một quả dừa. Ôi ngon quá. Ngon hơn dừa Xuân Mai không? Không. Ngon hơn. Không. Ngon hơn. Không. Vậy là chúng mình vừa kết thúc chuyến đi năm đại cử đấy. Nhà dẫn đồng xem về quê này, thăm nhà thăm cửa, rồi đi nhà thờ, đi ra biển chơi các thứ tham quan rồi. Bây giờ đến giờ mình phải đi Hà Nội rồi. Nhưng mà ở quê mình ấy vẫn còn nhiều chỗ mình chưa đi được lắm. Nên là sẽ lần sau mình sẽ về quê mình làm vlog tiếp cho mọi người xem nhá. Thì mọi người muốn mình làm về những địa điểm nào đấy, làm về những cái món ăn gì hay ho để mọi người hãy comment xuống dưới comment và mình sẽ đi mình trải nghiệm cho mọi người xem nhé và review lại cho mọi người xem. Chào tất cả mọi người.